Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Mình là Quân. Ngày hôm nay mình sẽ review một sản phẩm. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình là Quân. Ngày hôm nay mình sẽ review một sản phẩm đến từ hãng Radio Master. Và ngày hôm nay mình trên tay mình có một chiếc TX, đó là Roro. Đó, thì chiếc TX Roro này thì có cái mẫu mã cũng như là hình dáng la lá với cả các cái mẫu mà hiện tại mình có ở đây. Đó là một chiếc Zumper T Pro Tango và tay TX DJI. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng mở hộp ra xem là bên trong nó có những gì nhé các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhìn bên ngoài một chút nhé. Thì cái bản Zoro X Pro này nó có hai phiên bản các bạn nhé. Có một phiên bản đó là Express NR NRS ấy. Và nó có là cái bản sóng 2.4 và một cái bản nữa là bản 4D1, tức là module pin được nhiều loại đấy nhá. Thì hiện tại thì mình đang sử dụng đó là module NRS. Thì ở đây chúng ta có thể xem qua được cái thông số của nó, kích thước này là 350g, tần số sóng là 2.4 nhá. Đấy, đây nó có ghi này nhưng chắc là cái phần lựa chọn thôi. Đây, multi pin này, 4D1 và NRS. Đấy. Thấy chưa? Thì các thông số cơ bản này thì chúng ta chỉ xem thôi. Rồi thì đây là cái hộp và sau khi mà chúng ta mua sản phẩm thì sẽ được tặng hai quả pin nhá. Và sản phẩm này nếu mà các bạn mà có nhu cầu mua thì liên hệ ngay shop Bạch Hải Tuấn ngoài Hà Nội nhá. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là mở hộp. Hai quả pin này là hai quả pin chính hãng các bạn nhé. Và pin này nó là 18350, khá là bé. Dung lượng của nó chỉ có 900 mAh. Đây rồi, đây là toàn bộ bên trong. Và một cái điểm là so với cả bản Zumper này ấy, là bản Zumper này hãng có kèm theo chúng ta đó là một cái hộp chống sốc bên ngoài. Và cái hãng Radio này thì không cho chúng ta nhá. Rồi mình sẽ mở ra này. Chúng ta sẽ có một cáp sạc, một cáp sạc và một cái dây siết, dây buộc. Đây kèm theo đấy là một cái sách hướng dẫn nhá. Rồi. Chắc không có gì đã. Nhân vật chính của chúng ta. Một miếng dán màn hình hết. Không có gì các bạn ạ. Đấy. Rồi, đây là trên tay của chúng ta nhá. Chúng ta sẽ cùng nhìn qua một lượt. Ừ. Ok các bạn ơi, thì mình đã vừa xong, mình đã mở hộp ra và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi từng mục một nhá. Thì đầu tiên là mình sẽ nhìn về thiết kế bản thân của mình, thì mình thấy là thiết kế 4TX này là tương tự nhau. Và cái thiết kế của con dấu HD này thì nó có cái màn hình nó to hơn hẳn so với cả hai cái anh Tango với cả Roomper này. Đấy, thì thiết kế tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái loose switch nhá. Thì ở đây các bạn có thấy là cái loose switch nó cũng khá là nhỏ mỏng manh. Nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy là cũng không dễ hỏng đâu. Nó kiểu dạng như giống cái con FR Sky Igniter ấy. Đấy, ở đây thì chúng ta có 4 switch nhá và hai cái nút nhấn nhả và một cái slider. Thì nhiều switch này thì chúng ta có thể tha hồ chơi cách bằng được nhá. Ở đây chúng ta sẽ có chết rồi các bạn ạ, ở dưới này còn hai cái nút nữa này. Mình tưởng là chỉ có hai nút trên này nhưng mà có dưới này còn hai nút nữa. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có đó là đây là cái gì đây? Mình sẽ mở ra nốt nhá. Đây là dành cho chúng ta là giải thích mà độ module
độ độ anten thì chúng ta sẽ xỏ vào đây nhá. Nhưng hiện tại đây đang để chờ này. Đó, chúng ta có thể thấy ở đây là sẽ có một cổng hình tai nghe, thì mình nghĩ là để cắm tai nghe rồi. Và cái cổng bên này là mình đoán đó là cổng trailer, tức là data tín hiệu đầu vào. Cái rắc cắm USB là Type-C. Và một cái điểm cộng nữa đối với con Zoro Radio Master Zoro này, đó là có kèm theo đó thẻ nhớ nhá. Bản thân cái con Jumper T Pro này là không kèm theo thẻ nhớ và chúng ta phải nắp vào bên ngoài. Đấy, thì đây là về phần cổng kết nối và cũng như là cái thẻ nhớ kèm theo này. Ok nhá. Ở đây về cái phần mà extend, tức là module cắm ngoài, thì chúng ta có thể bật lên như này. Đấy, chúng ta có thể thấy là cái thiết kế của nó khá là hay nhá. Như con Jumper này thì chúng ta phải bắt ốc và nó nhìn nó phèn hơn ấy. Đấy. Tango thì không phải nói rồi, Tango chúng ta phải độ, đấy, độ là phải đục lỗ đây. Đây trước mình có rồi nhưng mình ấy là phải mua ngoài. Đấy, DJI không nói, DJI thì chỉ để làm cạnh so sánh thôi. Rồi, thì đấy là về phần Calibay của module ngoài này. Ngoài đây chúng ta có đây có gì ở đây? Đây. Chúng đây tiếp tục chúng ta lại một cái cổng Type-C nữa, thì mình nghĩ khả năng đây là sẽ là cổng sạc này. Và đây là cái cổng kết nối mà lửa, một cái cổng kết nối lửa giống như kiểu con bên T Pro này này, để dành cho kết nối module cross file mà thích một kiểu bản micro hay là bản full ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái rắc này để chế độ chế nó dễ hơn. Đấy, mình thấy là cũng khá nhiều cổng kết nối đấy. Tuy nhiên thì nó không có một cái mình rất hay quan tâm, đó là cổng extend port. Thế nên mình sẽ lấy các bạn. Đây. Extend port, tại sao mình lại nói thế? Tại vì nó là cái chuẩn kết nối mà trên con T16S này mới có, mình thấy có mấy ở như kiểu con X9D hoặc là X7. Tức là nó mỗi cổng data, data để truyền lại sang một cái module Bluetooth để chúng ta sử dụng trên những cái app trên điện thoại. Đấy, thì nó gọi là telemetry. Tuy nhiên thì trên những cái tăng TX mà loại nhỏ như này thì khả năng không có rồi. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với cái phần mà khay pin nhá. Thì mình đánh giá là cái độ hoàn thiện của cái con này ấy là rất là tốt, tốt hơn con Jumper này. Đấy, các bạn thấy nhá, khi mình mở khay pin ra nhá, thì ở đây cái chỗ này nó là cao su các bạn nhá. Đấy, tức là một lớp cao su mềm hơn nhá. Chai này là cứng, nhựa cứng chứ không phải cao su này. Đó. Mình thấy là cái độ hoàn thiện rất là tốt nhá. Thứ hai, mình nhìn thấy là cái chỗ mà cắm pin này nó cũng rất là chắc chắn, không như cái anh Jumper Pro ấy đâu nhá. Này các bạn nhìn thấy là nó rất là phèn luôn. À, nó kiểu dạng như là một anh mới nhảy vào build ấy. Thấy chưa? Đó, thì chúng ta sẽ có đó là hai bên lắp pin. Bây giờ mình sẽ lắp pin nhá. Các bạn chú ý là phần pin cộng sẽ là bên dưới như này. Tránh lắp nhầm. Rồi, mình cứ tạm tạm vào đây nhá. Đó, thì vừa rồi là mình đã nói về phần ngoại hình này. Thì bây giờ mình sẽ xem tiếp theo, đó là phần nút bấm nhá. Nút bấm mình đánh giá là xịn sò đấy các bạn ạ. Đấy, đây nhá. So với Tango này, còn so với anh chàng này mình đánh giá là nó còn phèn hơn này. Đấy, thì theo mình thấy là độ hoàn thiện hơn Tango và hơn thằng Jumper T Pro này. Tuy nhiên thì so với DJI thì vẫn là một đẳng cấp khác rồi, chúng ta sẽ không phải lăn tăn gì cả. Đấy. Rồi, nút bấm rồi thì bây giờ mình sẽ nói đến phần gimbal nha các bạn nhá. Bản thân mình ấy thì mình là cái thằng gọi là rất dễ tính trong câu chuyện gimbal. Đấy, tuy nhiên thì để mà so sánh được gimbal thì chúng ta sẽ cần phải là có những cái thứ khác để chúng ta cảm nhận. Mình khi mình cầm con Jumper, à không phải Jumper siêu các bạn nhé, Radio Master Zero này, thì mình thấy là cái độ hoàn thiện của con gimbal này nó tốt hơn nhá các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy là cái độ hoàn thiện là đầu tiên hình thức đi. Đấy, đoạn CNC này. Đấy, nhìn nhá, hơn hẳn cái anh chàng này. Trông nhựa nó khá là thô, sang anh chàng này thì cái độ hoàn thiện của nó rất là mịn, các đường cắt sắc sảo. Đấy, có cả CNC bằng nhôm ở đây nhá. Đấy. Rồi tiếp theo đến cái độ đàn hồi của gimbal, mình thấy là nó rất là mượt. Rất là mượt nhá. Đấy, các bạn nghe độ lẩy này. Đấy.
cái độ lẩy của nó thì mình đánh giá là nó cũng là lá thằng DJI này. Đấy, còn thấy không? Là DJI Tango ấy, chúng ta sẽ cùng nghe nhá. Đấy. Thì nếu mà để mà mình cảm nhận được cầm cái độ sướng của cái gimbal trong mấy con đây thì Zoro đầu tiên là DJI mình vẫn thấy hơn. Đấy, xong đến Zoro, xong đến Tango, xong rồi đến con Jumper này. Đấy. Cái con Tango này thì anh em chê khá nhiều về vấn đề là đó là cái lò xo của nó khi mà lắc ngang nhà nó kêu. Nhưng tuy nhiên mình thấy là cái độ chuẩn của nó cũng ok mà, không đến nỗi đâu. Nhưng mà khi mình cầm đến con này thì mình thấy là nó hơn hẳn đấy, hơn hẳn con Tango này. Đấy, về phần gimbal nhá. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ thử cảm giác cầm nắm này. Bây giờ mình sẽ thử giả dụ như mình thì mình hay bay theo kiểu là một tay. Nếu mà các bạn mà chơi hai tay thì mình thấy xem nào. Nó cũng hơi lúng túng đấy. Tại vì bản thân ở đây nhá, khi để tay, nếu mà để cần am ở dưới đây thì nó lại hơi ấy quá. Để trên này thì nó lại hơi vướng. Thành ra là nó sẽ không được thuận lắm. Nếu mà chơi hai ngón nhá, chơi hai ngón thì mà nó là hơi với này. Các bạn thấy không ạ? Đấy nhá, khi mình cầm hết cỡ này thì chúng ta hết ga này, gần như là nó hơi cấn. Đấy, hơi cấn và mình chúng ta phải thay nó, ví dụ mà cho cái núm này nó thấp xuống một tí. Đấy, nhưng mình thì mình hay chơi một tay thôi. Thì đây sẽ là arm của mình này. Arm này này. Đấy. Bản thân mình thì mình thấy mình dùng một tay là ok nhá. Nó chỉ là cái đoạn mà hành trình nó hơi dài một tí, còn Tango nhá. Đấy, Tango thì mình thoải mái thôi. Tango đấy. Được chưa? Đó thì tay bạn nào to hơn tay mình thì mình thấy là cũng ổn đấy, không vấn đề gì đâu. Đó, thì đấy về hành trình nhá. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là bật lên là chúng ta sẽ cùng xem chất lượng màn hình rồi kiểm tra cái module NRS ở bên trong này xem là công suất ở trong nó là bao nhiêu nhá. Welcome to HTX. À. Switch warning. Hay các bạn ạ. Bản thân cái con TX này là không sử dụng OpenTX mà lại dùng EdiGate. Đấy, một cái cũng khá là mới mẻ nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt hết các switch đi. Đó. Thì ở trên này thì cũng có cái nút mà cũng như các cái khác thôi. Estim này, rồi Tele này. Bây giờ mình sẽ mở thử nhá. Tên này. Chúng ta sẽ có cái version EdiGate mới nhất luôn các bạn nhá. Đó là 2.7.0. Theo mình cập nhật là đây là version là mới nhất rồi. Đấy. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ kiểm tra một chút là xem có tăng được cái độ đậm nhạt của cái màn hình không nhá. Thì chúng ta có thể thấy là cái màn hình cũng khá là to, dễ nhìn. Đấy, tuy nhiên thì mình phải chỉnh rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chính nhá. Sau khi mình đã bật lên rồi thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái module NRS XFNR đây rồi. Chúng ta sẽ cùng xem nhá. Đây là 10 mW này, 25 mW, 50, 100, 250. Và module theo cái bộ cái trong TX này của cái version NRS là max công suất 250 mW, cũng khá là khiêm tốn. Ok, không sao cả. Và một cái nữa là cái module này là hiện tại là mình thấy là không có quạt nhá, tức là nó không có quạt làm mát. Nhưng mà với 250 mW thì mình nghĩ là cũng không cần làm quạt làm mát đâu. Bách ra nhá. Chúng ta sẽ cùng xem là rate xem là bao nhiêu rate này. 250, 500. Ờ rồi. Bao giờ thì sóng 2.4 chúng ta cũng thể hỗ trợ là cái rate rất là cao, đó là 500. Đó, thì đấy là cái về phần NRS nhá. Và chúng ta đã có những kết quả đó là hỗ trợ sóng 2.4 và công suất đầu ra cao nhất là 250. Rồi, thì tiếp theo thì mình muốn là sâu ra một chút nhá. Thì các bạn có thể biết là cái con tay T-Zoomper này nó có một cái fault khá là đau lòng. Đó là cái gimbal của chúng ta khi mà chúng ta nhả stick nó sẽ không đưa được giá trị đó là về giữa. Khi mình nhớ là mình có một con stick là
để sang trái, khi mình nhả ra thì nó sẽ bị lệch sang trái khoảng 1-2 độ, và xoay sang phải thì lệch sang phải 1-2 độ. Đấy là do, mà mặc dù là health sensor đấy, nhưng mà do cái cơ khí của nó không được tốt. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái em Zaniolo này. Đấy, mình sẽ lắc hết các kiểu nhá. Đấy, tất cả nó sẽ được nhảy về cái đúng vị trí của nó. Và khi mình, có một cái nữa là đối với những cái gimbal đẻo ấy, khi mà mình thực hiện đó là lưng cần này lên này, thì lập tức là nó sẽ bị nhảy chỉ số ở bên cần raw này. Đấy, hoặc là ví dụ cần pit này, khi mình đẩy lên thì nó bị nhảy cùng sang với cần roi. Đấy nhá, ví dụ đẩy nhảy. Đấy, thì cái cần pit của nó, à, cần roi của nó phải đứng im. Lúc mình đẩy roi thì pit nó phải đứng im. Đấy, thấy chưa, sang ngang này. Đấy, còn đi chéo thì tất nhiên nó sẽ đổi chỉ số, nhưng mà khi sang ngang phải này, đấy, hoặc lên xuống này, thì cái cần còn lại nó phải đứng im như này thì là chuẩn. Và theo như mình cảm nhận thì con TX Radio Master này là Zoro này là đáng cái đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Bản thân thiết kế của nó thì nó cũng hao hao như mấy con này thôi. Tuy nhiên thì về cái độ hoàn thiện của nó nhá, đến cái thời điểm hiện tại là mình đánh giá là ăn đứt được con T Jumper này. Đấy, và cũng có một số phần mình nghĩ đánh giá là nhỉnh hơn so với cả con Tango nhá. Tango này mình đang dùng vì có lý do, nó nhất là nó có module TBS gọi là tích hợp sẵn bên trong. Đấy, ngoài ra là nó theo cái phong cách là nhỏ gọn. Và đến bây giờ là mình đã được trải nghiệm con Zoro HD này. À, Zoro này thì mình thấy là khả năng là mình sẽ đổi sang dùng TX này nha các bạn nhá. Dùng khá là sướng ấy. Đấy thì quên mất là mình chưa nói với các bạn là cái vỏ của nó nhá. Nó cũng chúng ta có thể nhìn thấy là cái độ hoàn thiện của nó cũng khá là cao. Vỏ sần đen nhá. Đấy thì ngoài ra thì nó có thêm những cái, các bạn thấy là ở đây nó có thêm những cái là lỗ bắt ốc, nhưng mình chưa biết là hãng có bán theo những cái phụ kiện đi kèm hay không. Chúng ta có thể thấy ra đây nhá. Đây. Đấy, hai lỗ ốc này và bên hông này hai lỗ ốc này. Đấy. Ngoài ra thì hết rồi, không còn gì cả. Ok. Tiếp theo bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là pin giữa tay điều khiển và RX. Thì ở đây mình đang có một con RX đó là Firewood. Thì chúng ta bản 2.4 này thì chúng ta cũng có thể là có những cái con RX có hãng khác, như là bên Beta hoặc là bên Matic cũng đều có các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Thì đầu tiên ấy, thì các bạn mà những con RX mà khi mua ở ngoài quán về, thì trong cái lúc mà làm frame weight của hãng mà đưa ra ấy, thì họ sẽ không điền cho chúng ta cái pin phase, tức là chúng ta sẽ phải dụng pin bằng tay. Thì để vào chế độ pin thì trong trường hợp này thì chúng ta phải là làm như này các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ, ở đây thì mình mới làm con frame weight xong, thì nó sẽ là ở sẵn cái chế độ pin nữa các bạn nhé. Các bạn đẩy cái đèn nó sẽ là nháy chấp nháy hai lần như này. Đấy, nhưng trong trường hợp mà những con RX nó pin rồi mà chúng ta muốn vào chế độ pin thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ coi như là bỏ nguồn nó đi, và chúng ta sẽ là cho cái nguồn cho gấp 3 lần như này nhá. Chúng ta sẽ là cắm vào 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, các bạn thấy không? Lập tức đèn chớp nháy như này là chúng ta đang trong chế độ pin nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái tay điều khiển và chúng ta sẽ vào cái loop script XFNR. Chúng ta sẽ chọn xuống đó là cái pin nhá. Telemetry lost. Telemetry đấy. Nãy thực ra là pin được rồi, nhưng mà tôi sẽ back trở lại. Các bạn đã thấy ạ, lập tức là cái tay điều khiển của mình đã hiện cột sóng nhá. Lúc nãy là mình nhấn pin nó ăn rồi, nhưng mà mình phải là có nghĩa là nhiều nhỉ, phải rút cái nguồn của RX ra cắm lại. Bây giờ mình sẽ thử lại nhá. Bây giờ này, rút ra này. Đấy, bật lên này. Telemetry recovered. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa, tức là mình sẽ mặc định bây giờ là pin rồi đúng không? Mình sẽ tắt tạm tích đi. Đấy, tắt tạm tích đi nhá. Mình sẽ làm lại cho các bạn một lần nữa nhá. Chúng ta sẽ đợi này.
Chúng này thấy là đây nhá, RX nó đang nhấp nháy như này, nó đang là chờ kết nối. Đấy, bây giờ mình sẽ đưa nó về là chế độ pin lại, tức là đưa về pin đúng không? Mình sẽ rút ra nhá. Này. Chúng đếm nhá. 1 này, 2 này, 3. Đấy. Anh thấy không? Nhấp nháy hai lần như này là chờ pin nhá. Bây giờ mình sẽ bật tay điều khiển lên. Chúng ta sẽ thao tác lại từ đầu nhá. Chúng ta vào load script. Tiếp theo chúng ta xuống những chữ load pin nhá. Pin này. Nhấn enter. Đó. 1 2 3. Đấy, các bạn thấy đèn thay đổi nhá, 1 2 3 tức là pin thành công nhá. Lại mình quên không để ý cái đèn 1 2 3. Đấy, bây giờ mình sẽ rút ra này. Thoát ra định nhá. Mình sẽ cùng nhìn màn hình này. Lên cổ sóng luôn rồi nhá. Đây. Đấy, rút ra này. Cắm vào. Đó, lập tức là mình đã pin thành công nhé các bạn nhé. Đó, trên đèn RX nó đang hiển thẳng thái là đã pin rồi này. Đèn nhấp nháy 3 lần. Như vậy, mình đã hoàn thành xong clip. Đó là mở hộp tay điều khiển Zygio Master Zero. Và mình có một số cái nhận xét như sau. Đầu tiên đó là về cái ngoại hình cũng như là cái độ hoàn thiện. Thì mình thấy là tay điều khiển Zygio Master Zero này là có độ hoàn thiện cao nhất trong hai tay điều khiển ở đây. Đấy là cái phần đầu tiên là về phần ngoại hình nhá. Cái thứ hai đó là về cái chất lượng gimbal. Mình thấy là cũng phải là cao nhất các bạn ạ. Đấy, cái độ mượt cũng như là cái độ chính xác là mình thấy là nhỉnh hơn một chút so với Tango. Nhưng mà về độ chính xác là ngang ngửa, nhưng mà cái phần thiết kế hoặc là cái độ cảm nhận khi mà chúng tắt này thì là nó êm ái hơn, mượt hơn so với Tango nhá. Còn cái anh Zoomer T Pro này thì không phải bàn rồi. Cái linh kiện của nó không được tốt. Đấy, về đấy là cái phần gimbal. Phần pin thì mình thấy là nó hơi yếu một chút các bạn nhá. Vì pin 900mAh mà không biết là mình sử dụng sẽ được lâu hay không, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không bằng so với cả cái pin con Zoomer này là pin 2S 1650 cũng như là pin Tango 5000mAh 4S nhá. Đó. Thì có một thêm một cái nữa mình nhận xét là bản Zoro này họ có lựa chọn chúng ta đó là 4.1 hoặc là NRS. Nếu mà các bạn mà sử dụng NRS thì chúng ta sẽ chọn luôn cái bản đó thì rất là tiện cho chúng ta. Đó. Ok. Thì đây là cũng là hết clip rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip review không chuyên của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng một like, một cái kênh, cũng như là các bạn mà có nhu cầu mua cái tay điều khiển này thì hãy liên hệ shop anh Khải Tuấn ở Hà Nội. Mình cam đoan với các bạn là cảm nhận của mình như nào thì mình nói ra như vậy. Yên tâm là mình đánh giá TX này là chất lượng thì các bạn cứ thoải mái mà mua đi. Chào tạm biệt các bạn.